nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay tương mai rêu mờ. Bên hiên hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến, hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm. Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên, hoa leo phủ vàng đan kín, tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm. Bạn cũ xa rồi, cố gửi về đất buồn xuôi. Năm ba đứa bạn phương trời, hai thằng chờ đâu quân năm tới. Về ơi, hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển biệt sơn khê. Cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thời đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngây thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa. Cảm giác của tôi rất là bồi hồi và xúc động, cảm thấy mọi người ai đấy cùng đều trưởng thành, đều thành đạt. Nhưng mà những ký ức về tuổi học trò của chúng tôi thì tôi muốn mọi người rằng là lớp tôi sẽ duy trì được hoạt động lớp từ nay cho đến hết các giai đoạn về thường niên sau này. Hàng năm chúng tôi sẽ tổ chức gặp mặt và còn buổi họp lớp mà để được trang trọng thì chúng tôi sẽ 5 năm một lần. Nếu như các bạn mà có nguyện vọng hàng năm thì chúng tôi sẽ gặp mặt hàng năm. Nhưng quả thực 20 năm trở lại đó là một ký ức đẹp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đoàn kết, gắn bó tất cả các thành viên trong lớp để phát triển lớp ngày càng vững mạnh. Rất là cảm ơn các bạn hôm nay đã đến chung vui và dự kỷ niệm lớp. Buổi họp lớp của chúng tôi hôm nay rất là ý nghĩa. Hát gì điệu nhạc lâm ly, khóc người biển biệt sơn khê. Cố nhân đi bao giờ mới về, hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thời đó trường đây bạn hữu đâu rồi, bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngây thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ. Có ai đi thương về trường xưa. Bao nhiêu kỷ 20 năm chúng ta mới có thời gian để gặp gỡ lại nhau. Cả một quãng trình 20 năm nó quá dài để anh em ta có thể gặp gỡ lại nhau, chia sẻ tình cảm, những cái công việc cũng như là tình cảm của tuổi học trò bao nhiêu năm. 3 năm cấp 3. Bây giờ chúng ta mới có dịp để chia sẻ, để có được cái thời gian để gặp gỡ nhau trong cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Thì tôi cũng mong muốn là lớp ta sẽ duy trì được cái gặp gỡ nhau này, một cái tổ chức một cái thường niên một năm được anh em được gặp nhau một lần để chia sẻ những tình cảm cũng như là những cái sự gian khó của trong cuộc sống, cũng như là những cái mình tạo những cái niềm vui cũng như là những chia sẻ cùng những nỗi buồn của các bạn, tạo cho nhau một cái không khí vui tươi khi được gặp gỡ nhau. Cùng với nhau nữa là chúng ta sẽ tạo thêm một cái những cái không khí cho ngày họp mặt hôm nay được vui vẻ và thành công. Em xin được chúc sức khỏe thầy, chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cho buổi họp lớp của chúng ta thành công tốt đẹp. Hãy
sau 20 năm lại được có một cái ngày mà gặp mặt được các em. Tôi thấy rất là cảm động. Và đầu tiên là thấy mừng đã, bởi vì mừng các em rất gọi là được đầy đủ. Mà đến ngày hôm nay nhìn thấy em nào cũng trưởng thành, em nào cũng cao lớn. Chứ còn thì khi mà các em học thì thường thường người bé nhỏ, chỉ có một vài em thì người cũng đã khá khá rồi. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy là đúng là toàn bộ các em đều trưởng thành. Đấy là một cái niềm xúc động. Tôi rất vui mừng là các em lại nhớ đến các thầy, mà nhớ đến cái sự học hành. Tất nhiên là mình được trưởng thành là trong đó có một phần có sự giáo dục của các thầy, các cô. Thế thì được sự vun đắp của chính bản thân tôi. Bởi vì tôi đối với các em phải nói là, thực ra phải nói tôi chưa hề mắng và cũng chưa hề đánh học trò. Bởi vì tôi rất cảm thông vì những em mà có học yếu hay là có học chưa tốt thì mới vào trường dân lập. Có phải không nè? À, thế nhưng mà tôi đã từng qua những cái giai đoạn học yếu, học kém. Cho nên là tôi rất thông cảm đối với các em. Cho nên trong đời dạy học tôi chưa bao giờ mắng học trò. Và chưa bao giờ tức là khinh học trò. Mặc dù các em học kém đến đâu, tôi cũng quan niệm là người ta có nhiều cái mà chưa thể phát huy được. Tức là gì? Không giỏi cái này thì giỏi cái khác. Có thể là bây giờ là chưa giỏi, nhưng mà sau sẽ giỏi. Các em lúc bây giờ tôi quan niệm là các em học ở đây ấy, là có ý thức học là được rồi. Được gia đình cho học thế là may mắn rồi. Chỉ sợ các em tức là có những cái nó hấp dẫn quá, mình không khắc phục được mà lơ là trong việc học tập. Chứ còn thì em nào cũng tôi cũng quý và tôi cũng yêu. Thế đấy là cái lòng thực thà của người thầy giáo đã từng làm công tác giáo dục. Thế thì hôm nay gặp được các em là xúc động rồi, và mong rằng các em sẽ phát huy hết cái năng lực của mình, làm thế nào xứng đáng là cái người học sinh đã từng học ở cái trường dân lập. Kính thưa thầy giáo, thưa toàn thể các cậu trên lớp C nhân khóa 1999-2002 trường phổ thông trung học phổ thông dân lập thân mến, lần đầu tiên cho phép bác sĩ của chương trình được gửi tới thầy giáo và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Sau bao ngày tháng háo hức chờ đợi, cuối cùng ngày mà chúng ta ủng hộ đã đến. Hôm nay đây, trong tháng phòng này, cả lớp chúng ta long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 25 ngày ra trường và hội ngộ gặp mặt lần thứ nhất. Đến dự buổi lễ của chúng ta có thầy Ngô Huy Long, nguyên chủ nhiệm lớp chúng ta, đề nghị lớp chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và xin trân trọng được giới thiệu với đông đảo các bạn cùng học sinh niên khóa 1999-2002 trường Trung học phổ thông dân lập Thuận Thành. Cư trên khắp mọi miền đất nước quảng đường xa về dự buổi lễ kỷ niệm hội ngộ này, để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa thầy giáo và các bạn đồng học sinh thân mến, 20 năm, một khoảng thời gian tuy chưa dài để viết lên lịch sử, nhưng đã có ý nghĩa thật lớn lao để đánh dấu mốc son trưởng thành của lớp chúng ta. Sau khi rời khỏi mái trường thân yêu, chia tay thầy cô và bạn bè, dù ở bất cứ đâu, trong tỉnh hay ngoài tỉnh, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, chúng ta vẫn luôn đau đáu nhớ về trường xưa, nhớ thầy cô và bạn bè cũ. Nhiều người đã miệt mài trong những cuộc hành trình tìm lại thầy xưa, bạn cũ và thật kỳ diệu. Như thể trong mơ, hôm nay chúng ta đã tìm thấy nhau, đã được gặp lại nhau, ngồi bên nhau và hàn huyên tâm sự. Xin hãy dành một tràng pháo tay để tỏ lòng cảm ơn đối với tất cả những người đã tình nguyện và ban liên lạc không ngại khó, ngại khổ kết nối các bạn trong lớp xây dựng nên buổi hội ngộ hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tài trợ cho lớp, đóng góp một phần không nhỏ vào sự kiện kỷ niệm 25 ngày ra trường và hội ngộ lần thứ nhất của chúng ta ngày hôm nay. Xin một
dịp năm mới đừng quên học lớp, gặp mặt bạn học, ôn lại tình bạn xưa, bạn học cũ đã lâu không gặp. Có lẽ bạn đang bận rộn với gia đình, sự nghiệp, hay bạn đang cảm thấy mệt mỏi trước áp lực dòng đời. Rất có thể hoàn cảnh xã hội của chúng ta không như nhau và tính cách của chúng ta có đôi chỗ khác biệt, nhưng cho dù thế nào thì tình bạn học mãi mãi không phai mờ và cũng không bao giờ thay đổi. Trong dân gian có câu rượu đàn bạn cũ đều hay, gặp bạn đồng học là may một đời. Một lần nữa xin trân trọng chào mừng và cảm ơn thầy chủ nhiệm đã dành thời gian và tình cảm về dự buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường và mùa một gặp mặt lần thứ nhất của các cựu học sinh lớp C liên khóa 1999-2002 trường dân học Thuận Thành. Xin kính chúc thầy, các bạn cùng gia đình sức khỏe, thành công. Chúc cho buổi lễ của chúng ta thêm long trọng, lòng ấm tình người và thành công rực rỡ. Thời gian dần trôi qua, sân trường xưa trở thành dĩ vãng. Nhưng mỗi lần nhớ lại thời đi học, ta lại tiếng sao bồi hồi xúc động. Đông Tây Nam Bắc, chân trời góc biển, tình bạn học là thân thiết nhất, mộc mạc nhất, cao quý nhất, xúc động nhất, đáng hạnh nhất, kiên cố nhất, cùng học chung yếu. Vui thì cười, giận thì mắng, nỗi hờn thì phai bật. Tình ngay thẳng, không ai ngồi như này. Chuyện chưa có lẽ bạn và tôi đều mỉm cười, mãn nguyện. Không có lợi ích vật chất, không có lợi dụng lẫn nhau. Đó là viên ngọc quý mà cuộc sống ban tặng mỗi người. Đó là tình bạn học và cuối cùng họp lớp trở thành nước tiểu cuộc sống. Để chúng ta sẽ còn cảm nhận ra rằng dẫu cuộc đời trôi qua như mây khói, nhưng chỉ có tình bạn học là vô cùng khó quên. Kính thưa thầy giáo và các bạn thân mến, kể từ ngày chúng ta chia tay, các thầy cô bạn bè rời mái trường thân yêu đến nay đã thấm thoát 20 năm rồi. Và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời với bao suy nghĩ lo toan, trong cuộc sống với bao niềm vui, nỗi buồn, đáng nhớ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu. Những hình ảnh kỷ niệm ngày xưa bất chợt lưu lên trong lòng. Kính thưa thầy giáo, tôi toàn thể các bạn và sinh viên mới. Hôm nay chúng em cùng học sinh lớp C liên khóa 1999-2002. Sau bao ngày tháng mùa hồ mong chờ thì ngày xưa họ cũng đã đến. Trong giờ phút này ai ai cũng ngập tràn hạnh phúc vì được gặp lại thầy cô và gặp lại bạn bè. Lần đầu tiên cho phép em thay mặt cho các bạn cùng học sinh lớp C liên khóa 1999-2002 xin kính chúc thầy và gia đình đều sức khỏe hạnh phúc. Thưa thầy giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến, vậy là 20 năm đã trôi qua kể từ ngày có học sinh của năm 2012 tạm biệt ngôi trường trung học dân lập Thuận Thành thân yêu để thực hiện những ước mơ hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng em linh đảng xin tung cánh, mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng với bao bộn bề lo toan thực hiện. Ngày hôm nay trở lại sau 20 năm xa cách, nhưng trong mỗi chúng em cũng còn vẹn nguyên những cảm xúc lẫn lộn khó đặt. Bao kỷ niệm về một thời đọc sách đến trường cũng ùa về. Có thầy giáo đã từng nói, mỗi con người trong suốt cuộc đời mình chắc ai cũng có một thời để nhớ nhung, để hoài vọng và về cả một vùng đất để nuôi thương, nuôi muốn. 20 năm rồi chúng em rời xa mái trường thân yêu của mình và hôm nay chúng em cùng trở lại trường với vô số những ký ức của một thời đẹp nhất, trong sáng nhất của đời học sinh và tự hào hơn là học sinh của trường trung học phổ thông dân lập Thuận Thành. Chúng em được hòa vào niềm vui xúc động với những âm thanh của thầy, của các bạn, những cái ôm lòng ấm rạng rỡ ân tình giữa thầy và bạn bè. Mái trường này nơi chúng em được các thầy các cô trong cánh biết bao ước mơ và bao của cuộc đời. Những cô cậu học trò nhút nhát lớp nào ở trường này có bạn kỹ sư là doanh nhân thành đạt, hay thậm chí tiếp nối các thầy các cô đứng trên bục giảng. Những thành tích
đó, niềm tự hào đó, chúng em xin kính tặng tất thảy các cô với liệt chiến sâu sắc nhất. Kính thưa thầy giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến, 20 năm đã trôi qua thật nhanh, những ký của tuổi học trò cũng mạnh vẹn nguyên trong tâm hồn của chúng em. Ngày ấy, chúng em bước vào trường, ngưỡng cửa trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc Thuận Thành với bao liền háo hức, từ lạ thành quen, từ quen thành thân. Mỗi ngày cắp sách đến trường, tình cảm bạn bè lại càng thêm thân thương gắn bó. Biết bao kỷ niệm vui buồn, và trong tháng năm học trò ấy đã vun đắp lên không ít những mối tình ngây thơ trong sáng của học trò. Và đâu đó có cả những xung động đầu đời mà nhiều bạn chưa kịp bỏ lỡ, để rồi hù hù cất kỹ trong ký ức như một kỷ niệm khó quên. Trở lại mái trường xưa, tìm lại kỷ niệm một thời dấu yêu, chúng em cảm biết ơn các thầy giáo, cô giáo, biết ơn những năm tháng được sống và học tập với mái trường. Dù đâu làm gì, mỗi chúng em luôn luôn trân trọng với bài giảng của thầy, lời dạy của cô và những kỷ niệm thân thương của học trò. Một nhà thơ từng viết: giá có thể một đồng buổi học, thương nhớ lành theo suốt đến mai sau. Vâng, dù tháng năm cứ trôi đi, về đâu thì ta vẫn nhớ đến mái trường này, nhớ đến các thầy, các cô, bạn bè và ước ao gặp mặt để cùng ôn lại những kỷ niệm thời học sinh. Kính thưa thầy giáo, thưa toàn thể các bạn thân mến, ngày ấy trên tay trong hành trang của cô chúng em là hình bóng của thầy, cô và mái trường yêu quý, là tình yêu thương thân thiết của bạn bè, ai ai cũng mong mỏi về một ngày hội ngộ. Không ít bạn ở xa đã từng đến từng ngày để được gặp lại các thầy, các cô, bạn bè và ôn lại kỷ niệm của thời áo trắng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bạn bè gỡ vườn hôm qua. 25 cũng thật xa, giờ đây một lần sắp dài ở đâu. Hè này hẹn gặp lại nhau, thầy xưa trường cũ, bạn đâu đến đây. Vâng, lời hẹn ấy hôm nay chẳng đã trở thành hiện thực. Trong giây phút xúc động này, các bạn hãy tận dụng thời gian của buổi gặp mặt để hàn huyên, để tâm sự, cùng ôn lại kỷ niệm một thời dấu yêu và chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn ở xa không về được. Buổi gặp mặt này là một kỷ niệm đẹp đáng trân trọng trong hành trang của cuộc đời của chúng em. Kính thưa thầy giáo, thưa toàn thể các bạn, mặc dù bận rộn với công việc gia đình của chúng ta, nhưng mà thầy Nam cũng đã đến tham dự của chúng ta. Thay mặt thầy lớp, thầy Nam xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy đã dỗ và luôn dõi theo ủng hộ các em trong suốt quãng đường học thời gian vừa qua. Do lâu thời gian chuẩn bị đang tổ chức đưa bóng đá cũng nhiều thiếu sót, mong tất cả thầy và các bạn thông cảm. Cuối cùng, thay mặt cho các cầu thủ sinh lớp C năm đó 1992, xin kính chúc thầy sức khỏe, chúc các bạn một ngày thật vui và ý nghĩa, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có tiếp tục gặp lại nhau và chúc thầy mới cùng với sự xin chào khán giả. Đến ban tổ chức của lớp chúng ta. Còn về 25 đi gặp nhau ấy, thì ban đầu thì hồi hộp, bất ngờ, lo sợ, không biết là mình về mình gặp các bạn bây giờ như thế nào. Hiện tại thì mình chỉ ở nhà thôi, với công việc yêu thích của mình là lộ trợ. Nhưng mà mình yêu công việc đấy, mình hàng ngày thì nấu ăn cho chồng con đó. Mỗi tháng được chồng trả lương, hết tiền thì chồng đưa. Đó là công việc trong vòng tầm khoảng 5 năm trở lại đây của mình. Cái cảm giác mà hôm nay ấy giống hệt những cái hồi mà chúng ta bắt đầu chụp ảnh lớp 12 để ra trường. Hôm qua khi về bắt đầu mình lên và mình moi lại một cái ảnh chụp ra, thì thật sự là anh rất là nhiều ảnh. Cũng không hiểu sao mà khi mà mình đi lấy chồng thì bà ngoại bà có để nhiều ảnh lắm.
còn có 47 duy nhất. Thôi thì bây giờ mình chỉ nói như vậy thôi, không biết nói gì nữa. Cũng là cảm ơn thầy giáo và ban tổ chức là các bạn hôm nay có một dịp của chúng ta có thể gặp lại nhau, vui và ôm lại những kỷ niệm mình cũ. Em xin hết ạ. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2022, lớp liên khóa 99-2000 chúng ta có tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm nay, và có điều rất đáng trân trọng đó là hôm nay có sự hiện diện của thầy giáo chủ nhiệm chúng ta là thầy giáo Long, và tất cả các bạn dù là xa là gần nhưng mà lớp chúng ta hôm nay về đây tập trung cũng khá là đông đủ. Thì với cảm xúc của tôi bây giờ thì tôi cảm thấy rất là vui và không biết nói diễn tả ra sao, nhưng mà sau 20 năm tất cả chúng ta mỗi người có một con đường riêng, nhưng mà nói chung lại là chúng ta đều sẽ đi đến thành công, và tôi rất mong rằng cái thành công của chúng ta sẽ ngày càng phát đạt hơn và sẽ có nhiều buổi gặp mặt hơn sau này, và chúc cho thầy sẽ luôn luôn mạnh khỏe và đồng hành cùng chúng em trong quãng đường còn lại. Và điều tiếp theo là tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình của tất cả các bạn trong ban tổ chức đã sắp xếp và cố gắng liên kết tập thể lớp chúng ta để cho có một cái buổi họp hôm nay nó được hoành tráng và trang trọng như thế này. Sau cùng là tôi xin chúc toàn thể gia đình các bạn cũng như là các bạn có mặt trong đây và một số các bạn dù là ở phương xa không về được một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Ban tổ chức tôi cũng như một số thành viên đã thống nhất và đưa ra sự kiện hoạt động cho lớp của chúng ta sau. Để báo cáo với các bạn là hôm nay thì chúng ta là tổ chức buổi lễ kỷ niệm gặp mặt sau 20 năm, và chúng ta cũng muốn là mặc dù là chúng ta duy trì đấy, chúng ta duy trì ở mức độ nào, tức là nếu như mà rộng quá, nó giải quá thì anh em theo cũng rất là vất vả. Thì theo những cái đóng góp ý kiến của một số các bạn trong ban tổ chức cũng như là một số thành viên của lớp là đưa ra ý kiến thì tôi cũng thu thập và có báo lại với các bạn như sau. Đúng rồi. Mãi không phải.
ước muốn trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Oh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.